Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài 3, trang 30, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ chân trời sáng tạo. Bài số 3 yêu cầu như sau: hãy lập bảng theo mẫu và chọn loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian các hoạt động. Ở đây chúng ta có 3 hoạt động: một tiết học, chạy 100m và đi từ nhà đến trường. Có 3 loại đồng hồ: đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồng hồ bấm giây. Các em hãy chọn các loại đồng hồ phù hợp với từng hoạt động. Ở đây cô có một bảng như bảng trong bài 3, trang 30. Chúng ta xét hoạt động đầu tiên là hoạt động một tiết học. Trong 3 loại đồng hồ này thì đồng hồ nào phù hợp với hoạt động này? Đồng hồ đeo tay thì chúng ta chưa thực sự phù hợp với hoạt động một tiết học. Và đồng hồ bấm giây cũng vậy. Ở đây chúng ta có đồng hồ treo tường là phù hợp nhất để đo hoạt động một tiết học. Các em hãy tích vào đồng hồ treo tường. Tiếp theo, hoạt động thứ hai là hoạt động chạy 100m. Ở hoạt động này chúng ta cần độ chính xác cao và cần loại đồng hồ có thể đo được những đơn vị nhỏ hơn giây. Trong 3 loại đồng hồ này, có loại đồng hồ bấm giây là phù hợp nhất. Chúng ta hãy tích vào đây. Hoạt động số 3 là hoạt động đi từ nhà đến trường. Khi đi từ nhà đến trường thì chúng ta cần một loại đồng hồ có thể thuận tiện mang theo. Trong 3 loại đồng hồ này thì các em có thể sử dụng đồng hồ đeo tay để đo thời gian đi từ nhà đến trường. Như vậy mỗi một hoạt động có một loại đồng hồ phù hợp nhất. Vậy là cô và các em đã hoàn thành bài 3, trang 30, sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6, bộ chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.